Thưa quý vị, Quốc hội Cộng sản Việt Nam tiếp tục hoãn việc xem xét về luật biểu tình. Kỳ họp thứ ba của Quốc hội Cộng sản Việt Nam khóa 14 dự trù sẽ diễn ra từ ngày 22 tháng 5 tới 21 tháng 6. Trong chương trình nghị sự của kỳ họp này sẽ không có luật biểu tình. Trả lời những câu hỏi chất vấn của báo chí trong một cuộc họp báo vào hôm thứ Sáu vừa qua, Tổng Thư ký Quốc hội Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Hạnh Phúc nói rằng dự luật về biểu tình vẫn tiếp tục bị trì hoãn là do chất lượng của dự luật đó là những chữ trong ngoặc kép tờ báo thanh niên trong nước trích dẫn lời ông nguyễn hạnh phúc nói rằng luật này phải bảo đảm chất lượng nên chính phủ phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi trình ra quốc hội trong trường hợp này do luật chưa bảo đảm chất lượng nên chính phủ chưa trình ra quốc hội cộng sản việt nam vốn không có khả năng soạn luật tất cả các dự luật được trình ra trước quốc hội đều do các bộ ngành trong chính phủ tức là nhánh hành pháp của chính quyền soạn thảo Dự luật về biểu tình lại do chính Bộ Công an soạn thảo, trong khi công an dưới chế độ cộng sản vốn là lực lượng có trách nhiệm trấn áp các cuộc biểu tình. Dự luật này được cho là đã được Bộ Công an hoàn tất và chuyển sang cho Bộ Tư pháp thẩm định. Dự luật về biểu tình từng bị trì hoãn đưa ra trước Quốc hội nhiều lần từ thời Thủ tướng trước đây là Nguyễn Tấn Dũng cùng với dự luật về biểu tình thì dự luật về thành lập hội cũng như được hội họp cũng liên tục bị dời lại qua các kỳ và các khóa họp của Quốc hội Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, các dự luật này xem như bị phía chính phủ cầm tù, bất chấp sự phản đối của một số ít các đại biểu Quốc hội Việt Nam.